Ngọc Quỳnh chân thành cảm ơn quý vị đang giữ làn sóng của đài CBN với tin tức cập nhật buổi tối. Và ngay sau đây, Ngọc Quỳnh sẽ gửi đến quý vị tin tức Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, Hạ viện đang bỏ phiếu về việc truất phế tổng thống. Vào ngày thứ Năm, ngày hôm nay, Hạ viện Hoa Kỳ sẽ bỏ phiếu về một nghị quyết liệt kê các bước kế tiếp trong quá trình luận tội truất phế Tổng thống Donald Trump. Sau nhiều tuần bị chỉ trích từ phe Cộng hòa rằng cuộc điều tra luận tội là không công bằng, bất hợp pháp và được thực hiện trong bí mật. Trong thư gửi các vị dân biểu, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi nói, nghị quyết sẽ thiết lập lịch trình cho các phiên điều trần và công khai với mọi người dân Hoa Kỳ, cho phép tiết lộ các bản ghi chép, hướng dẫn cách chuyển bằng chứng đến Ủy ban Tư pháp và công nhận các quyền hạn căn bản của Tổng thống và nhóm luật sư của ông. Cuộc bỏ phiếu về nghị quyết diễn ra trong lúc Đảng Cộng Hòa và Tòa Bạch Ốc đều chỉ trích cách Đảng Dân Chủ điều khiển quá trình luận tội. Tuy nhiên, ít có khả năng nghị quyết này sẽ làm hài lòng các yêu cầu của phe Cộng Hòa. Ngũ Giác Đài công bố một số video về vụ tiêu diệt thủ lĩnh của tổ chức khủng bố ISIS. Ngũ Giác Đài đã công bố một số video quay từ trên không, cho thấy lực lượng đặc nhiệm Hoa Kỳ đến gần khu dinh thự của Abu Bakr al-Baghdadi, người sáng lập và thủ lĩnh tổ chức nhà nước Hồi giáo ISIS, vốn đã bị tiêu diệt trong chiến dịch của quân đội Mỹ vào cuối tuần qua tại tỉnh Idlib, Syria. Một video khác cho thấy Hoa Kỳ đã không kích phá hủy khu dinh thự sau khi lực lượng đặc nhiệm rời đi. Trong cuộc họp báo tại Ngũ Giác Đài ngày thứ Tư 30 tháng 10, Chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ, tướng Kenneth McKenzie, cung cấp thêm chi tiết mới về cuộc bố ráp diễn ra hôm thứ Bảy, đồng thời tiết lộ chi tiết và hình ảnh về nhiệm vụ. Tướng McKenzie cũng khuyến cáo rằng IS sẽ trở nên hết sức nguy hiểm sau cái chết của al-Baghdadi và có thể sẽ tấn công trả thù. Đoạn video cho thấy gần 100 binh sĩ Hoa Kỳ đã được 8 trực thăng Chinook chở đến khu dinh thự của Baghdadi và nổ súng ngay khi đến khu nhà ở vùng Tây Bắc Syria gần thị trấn Idlib. Khoảng 10-15 phiến quân không liên minh với ISIS đã bị đặc nhiệm Hoa Kỳ tiêu diệt trong lúc họ đến gần tòa nhà. Và cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton bị triệu tập ra khai trước Ủy ban điều tra luận tội. Các nhà điều tra luận tội của Hạ viện vào hôm thứ Tư 30 tháng 10 đã gửi thư triệu tập cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton cùng hai viên chức hàng đầu của Tòa Bạch Ốc ra điều trần vào tuần sau dưới hình thức yêu cầu tự nguyện chứ không phải là trác đòi. Dựa vào lời khai của các nhân chứng trước các ủy ban điều tra, ông Bolton có thể là nhân chứng gián tiếp. Họ miêu tả ông đã bị báo động như thế nào trước những hành động của luật sư tư của Tổng thống, ông Rudy Giuliani và các viên chức khác thân cận với Tổng thống Trump. Ông Bolton từ chức vào tháng 9 giữa những bất đồng với Tổng thống Trump, nhưng hiện chưa rõ ông Bolton có ra điều trần hay không. Và vì từng là phụ tá cao cấp của Tổng thống, Tòa Bạch Ốc có thể dùng đặc quyền hành pháp để chỉ thị ông ta không ra trình diện. Trung tá Vin Mann nói, biên bản của cuộc điện đàm của hai vị Tổng thống Trump và Zelensky đã bỏ sót nhiều đoạn quan trọng. Tại phiên điều trần trước Ủy ban điều tra của Hạ viện hôm qua, Trung tá lục quân Alexander Vindman, chuyên viên hàng đầu về Ukraine trong Hội đồng An ninh Quốc gia của Hoa Kỳ, đã cho các nhà điều tra luận tội hay rằng biên bản cuộc điện đàm giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Ukraine đã bỏ sót một số từ và đoạn quan trọng mà ông tìm cách giữ lại nhưng thất bại. Theo Trung tá Vindman, những phần bỏ sót có đoạn Tổng thống Trump khẳng định có băng ghi âm cựu phó Tổng thống Joe Biden bàn về vấn đề tham nhũng ở Ukraine và Tổng thống Volodymyr Zelensky đề cập rõ ràng đến công ty Burisma Holdings, công ty năng lượng nơi con trai ông Biden là Hunter Biden có chân trong hội đồng quản trị. Trung tá Vindman không cho biết lý do bỏ sót, nhưng lời khai của ông có khả năng khiến các nhà điều tra sẽ đặt câu hỏi về việc các viên chức giải quyết cuộc điện đàm như thế nào, bao gồm những thay đổi trong biên bản và quyết định đưa vào hệ thống máy điện toán bảo mật nhất của Tòa Bạch Ốc. Và liệu những bước đi này có nghĩa là che giấu những khía cạnh gây tranh cãi nhất trong cuộc điện đàm hay không?
lãnh đạo Dân Chủ muốn lục quân Hoa Kỳ có biện pháp bảo vệ Trung tá Vindman. Thượng nghị sĩ Chuck Schumer, lãnh đạo khối thiểu số tại Thượng viện, đã gửi thư yêu cầu Bộ trưởng Lục quân và Tư lệnh Lục quân đưa ra những biện pháp bảo vệ một nhân chứng quan trọng trong điều tra luận tội Tổng thống Donald Trump, giống như biện pháp bảo vệ dành cho người tố giác. Trong thư gửi cho Bộ trưởng Lục quân Ryan McCarthy và tướng tư lệnh quân đội James McConville, Thượng nghị sĩ Schumer ghi như sau. Kể từ khi thông báo xảy ra điều trần, tướng Vindman đã bị một số cá nhân trong giới truyền thông và ở những nơi khác phỉ báng, nhục mạ, mặc dù phục vụ quốc gia chúng ta hơn 20 năm qua và nhận được huy chương anh dũng bội tinh sau khi bị thương ở chiến trường Iraq. Ông ấy vẫn bị người ta xúc phạm. Một số thậm chí còn gọi ông ấy là gián điệp và đặt nghi vấn về lòng trung thành của ông ấy đối với Hoa Kỳ. Bản tin Hoa Kỳ, thưa quý vị, Ngân hàng Dự trữ Liên bang Fed cắt giảm lãi suất lần thứ ba trong năm 2019. Nhằm bảo đảm nền kinh tế Hoa Kỳ tiến hành cuộc chiến thương mại toàn cầu mà không rơi vào suy thoái, Ngân hàng Dự trữ Liên bang hôm thứ Tư 30 tháng 10 đã cắt giảm lãi suất lần thứ ba trong năm nay. Phát biểu tại một cuộc họp báo sau cuộc bỏ phiếu của các thành viên Ủy ban Thị trường Mở Liên bang, viết tắt là FOMC, Cơ quan Hoạch định Chính sách của Fed, Chủ tịch Fed Jerome Powell quyết định cắt giảm lãi suất thêm 0.25% nữa, từ biên độ 1.75 đến 2% hiện nay xuống biên độ từ 1.5 đến 1.75%. Chủ tịch Jerome Powell cho rằng đây chỉ là sự điều chỉnh giữa chu kỳ, đồng thời nhấn mạnh Fed có thể sẽ không cắt giảm lãi suất thêm lần nào nữa. Đây là lần thứ ba Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ hạ lãi suất đồng USD kể từ khi bùng phát cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu giai đoạn 2007 và 2008. Trong hai lần gần Fed giảm lãi suất gần đây nhất là vào ngày 31 tháng 7 và 18 tháng 9, ngân hàng này đều đã lần lượt giảm lãi suất là 0.25%. Một lần nữa, Ngọc Quỳnh kính mong quý vị đừng rời khỏi làn sóng của đài CBN. Ngọc Quỳnh sẽ quay trở lại để tiếp tục với tin Việt Nam và đời sống sau phần bảo trợ thương mại của đài.